Rồi ấy. Vì bài này của mình là có hai kỹ thuật là đặt ống sống dạ dày và rửa dạ dày. Thì trong bài này là mình phải nắm được cái mục đích chỉ định và chống chỉ định này, rồi quy trình kỹ thuật tiến hành như thế nào và cách chăm sóc một bệnh nhân có ống sống dạ dày. Bây giờ đặt ống sống dạ dày á, nghĩa là các bạn đưa một cái ống từ bên ngoài vào trong cái dạ dày của bệnh nhân thông qua là gì? À, đưa vào cái đường đường. Bây giờ các bạn có thể đặt ống sống dạ dày này vào đường nào? Mình đặt ống sống vào đường nào? Đường tiêu hóa. Cái nơi đầu tiên mà mình đưa vào, đúng rồi, là mũi hoặc là miệng. Mình có thể đưa vào đường mũi hoặc là đường miệng chứ. Đường tiêu hóa đương nhiên là mình sẽ đưa vào trong dạ dày rồi, nhưng cái đường, cái nơi đầu tiên để mình đưa vào đó chính là thông qua mũi hoặc là miệng. Và cái nơi mình ưu tiên nhất đó là đặt qua đường mũi trước. Nếu mà mũi bệnh nhân có các cái vấn đề như bị polyp hoặc là các cái tổn thương thì khi đó các bạn sẽ đưa vào trong, đưa qua đường miệng. Thì cái ống này nó sẽ đi qua thực quản, hầu thực quản và xuống dạ dày của bệnh nhân đó. Và mục đích của đặt ống sống dạ dày là để chẩn đoán, nghĩa là mình sẽ lấy các cái bệnh phẩm ở trong dạ dày ra để đi làm xét nghiệm, rồi để xác định thành phần, tính chất và số lượng. Ví dụ như những trường hợp mà bệnh nhân bị xuất huyết tiêu hóa chẳng hạn, thì mình đặt vào để xem thử là nếu mà cái dịch nó ra nó có màu đỏ đi, thì những cái trường hợp đó là mình sẽ chẩn đoán được là bệnh nhân này bị xuất huyết dạ dày chẳng hạn. Hoặc là mình lấy dịch để mình kiểm tra xem trong những cái trường hợp là nghi ngờ lão phổi ở trẻ em. Và cái mục đích lớn thứ hai đó là để điều trị. Ví dụ như gì, mình hút dịch thức ăn hoặc là hơi trong dạ dày ra trong những trường hợp bệnh nhân bị chướng bụng, nghĩa là cái cơ tiêu hóa của họ là bị liệt, không có khả năng có bọt và đào thải ra được á, đào thải những cái hơi ra được á. Hoặc là những cái trường hợp đó thì mình sẽ đặt ống sống vào để lấy những cái chất ở trong dạ dày ra. Trường hợp thứ hai là dẫn lưu, những trường hợp dẫn lưu sau mổ để làm giảm cái áp lực, giúp cho cái vết thương nhanh lành hơn. Và thứ ba là để nuôi dưỡng người bệnh đó. Và cái trường hợp đặt ống sống dạ dày này được chỉ định trong trường hợp là nuôi dưỡng bệnh nhân. Những trường hợp bệnh nhân họ không thể ăn uống qua đường miệng được, ví dụ như là bị rối loạn cái chức năng nuốt, hoặc là những trường hợp là trẻ sơ sinh nhỏ không thể tự ăn uống được. Rồi chỉ định thứ hai đó là dẫn lưu dịch dạ dày để làm giảm đau, ví dụ như những trường hợp bệnh nhân bị viêm tụy cấp này, rồi theo dõi dịch dạ dày, lấy dịch để làm xét nghiệm phẫu thuật trước khi tiến hành phẫu thuật đường tiêu hóa hay là để rửa dạ dày. Tuy nhiên thì kỹ thuật này được chống chỉ định trong trường hợp là có các cái tổn thương hoặc là các cái bệnh lý ở thực quản. Vì khi mà mình đưa ống thông này vào dạ dày thì nó phải đi qua thực quản. Về quy trình của mình thì mình chuẩn bị dụng cụ, chuẩn bị bệnh nhân, nhân viên y tế và tiến hành các cái kỹ thuật nhé. Đây là một cái khay dụng cụ để đặt ống sống dạ dày của mình này. Thì đầu tiên là ống phải có ống sống dạ dày, và ống này hay còn có cái tên gọi khác là ống ống lơ vin nhé. Đó. Và ống này thì có hai loại. Loại không có nắp này á, là để gắn về hệ thống túi chứa này. Đó. Và loại có nắp này là để cho ăn, nghĩa là người ta ví dụ như lưu lại sáng nay cho ăn xong họ sẽ để cái nắp lại, rồi đến chiều cho ăn là để cái nắp lại chẳng hạn. Trên ống này thì các bạn thấy là đầu này nó sẽ đưa vào trong bệnh nhân này, trong người bệnh nhân, trong dạ dày này. Thì đầu này nó sẽ có các cái lỗ để cho dịch nó dễ đi vào đi ra. Và trên cái thân ống này là các bạn thấy có các cái vạch kia này, một vạch, hai vạch, ba vạch này. Vạch này để mình làm dấu xem thử là bệnh nhân này mình cần đưa vào bao nhiêu vạch. Đó. Và cái dụng cụ thứ hai nữa là túi dẫn lưu, trong trường hợp là bệnh nhân này có chỉ định dẫn lưu dịch dạ dày. Thì cái đầu này là mình sẽ gắn với cái đầu tự do của ống sống. Và trên cái túi này là các bạn thấy có các cái vạch chia thể tích để xem thử là dịch ra bao nhiêu, và cái vòi này để mình xả dịch đó.
Ngoài ra có các cái dụng cụ khác như là để kiểm tra cái vòng hầu họng, kiểm tra mũi hầu họng xem, rồi đè lưỡi, thuốc gây tê để làm giảm cảm giác khó chịu, ly nước và ống hút nó hỗ trợ cho bệnh nhân trong cái quá trình tiến hành, rồi gạc Vaseline để mình bôi trơn cái đầu ống sống. Đôi khi mà tiến hành đặt ống sống thì mẹ bạn bôi trơn cái đầu ống sống một đoạn là bao nhiêu cm đấy. À, 7 đến 10 cm thế, bạn là 7,5 đến 10 cm cũng đúng. Rồi được rồi ấy. Rồi bạn đăng xuống thân. Mẹ bạn ơi, cũng có đoạn từ 4 đến 5 cm thế. Là mình trong sách là việc 7,5. À đúng rồi, nhầm thế. Đó mình phải nhớ lại là trong sách là có là 7,5 đến 10 nhé. Mà thông thường là người ta bôi một đoạn là từ 7 đến 10 cm. Đó. Câu này là cô sẽ cộng điểm cho hai bạn là Nguyễn Văn Đăng Công và bạn Phạm Thị Bảo Khánh này. Rồi có khăn mặt, rồi khay có đầu để mình hận dịch găng tay thì mấy bạn cho có biết là cái kỹ thuật này là mình đấy là một kỹ thuật sạch hay vô khuẩn và mình cần găng tay sạch hay găng tay vô khuẩn. Đây là một kỹ thuật kỹ thuật sạch thế vô khuẩn mấy bán à sạch nhá, thì mình sẽ mang găng tay sạch nhá. Rồi bà Phạm Thị Thanh Thuy này, câu trả lời đầy đủ hết à? Đây đây, trên này mãi bị chấm rồi, rất là nhiều bạn trả lời đúng nhé. Vô khuẩn bằng Phạm Thị Kiều Minh ơi, cái đường tiêu hóa của mình không có vô khuẩn ấy đó, do đó đấy là một kỹ thuật sạch thôi. Ví dụ như bữa sáng bạn đi học bán ngũ mì chẳng hạn thì cả đó là nó chỉ là sạch thôi, đường tiêu hóa của mình là sạch thôi, không có vô khuẩn nó nhé. Hơn nữa là nó cũng có chữ có lời khuẩn nữa. Rồi ngoài ra thì có giống dịch sát khuẩn tay, nước muối sinh lý, ống nghe, que tiêm, bơm tiêm 50 ml để cho ăn hoặc là để mình bơm dịch để kiểm tra băng keo. Rồi tiện hành này, cả cái này thì có trong sách rồi thì cô sẽ bỏ qua ấy. Về tư thế của bệnh nhân thì bệnh nhân ở tư thế phô lơ hoặc là ngồi. Nhân viên y tế thì đứng phía bên bên thùng. Đó thì từ cạnh mũi đến dải tai con bé này rồi sẽ vòng xuống mũi ức đó. Thì đoạn này chính là đoạn chiều dài mình sẽ đưa vào trong trong người bệnh nhân nhé. Đó, làm dấu thử xem là đoạn mình đo được là bao nhiêu vạch, rồi mình sẽ bôi trơn một đoạn từ 7,5 cho đến 10 cm. Khi mình đưa thì mình cái đầu cắm mình hướng xuống dưới như thế này, đưa qua đường mũi. Và khi mà đưa đoạn khoảng là 7 đến 10 cm ngang đoạn hầu họng thì các bạn cảm thấy là rất là cứng và không thể đưa tiếp được nữa, thì bây giờ mình sẽ xoay 180 độ và đẩy về phía bên mũi đối diện. Và khi đưa ống sống vào thì có thể là cho bệnh nhân họ uống nước để làm giảm cái cảm giác khó chịu. Và mỗi lần bệnh nhân nuốt như vậy á thì mình sẽ đưa một đoạn từ 2,5 cho đến 5 cm nữa. Tuy nhiên thì đối với những trường hợp ví dụ như xuất huyết dạ dày chẳng hạn hoặc là viêm tụy cấp thì đối với những trường hợp đó là phải hạn chế, không bệnh nhân không được ăn hoặc uống bất cứ thứ gì ấy. Thì các bạn cứ bảo bệnh nhân ngồi nuốt thôi đó.
Rồi bây giờ thì mình sau khi mình đưa vào sóng á thì các bạn sẽ kiểm tra xem thử là ống sóng này nó đã nằm hoàn toàn ở trong dây hay chưa. À, và có 3 cách để người ta kiểm tra. Thì bây giờ các bạn cho cô biết là đó là những cách nào. Một bạn là có thể là cho cô biết một cách thế. Nhưng mà chấm mất nguyên. Bạn Hoàng Đức Hiếu trả lời rất là đầy đủ, nhưng mà như bạn có nguyên ở trong sách luôn, như bạn không không nhớ để mà trả lời nữa. Bạn Trần Thị Hồng Phương này, nhổng đâu ngoài ống sông qua ly nữa, quan sát ly nữa có sủi bọt không. Rồi bây giờ trường hợp có sủi bọt là vào đúng hay không nữa nhé. Nhổng vào ly nước xem sủi bọt không, có sủi bọt là đã đưa vào đúng. Nhổng đâu ngoài của ống sông vào ly nước, quan sát xem ly nước có sủi bọt không. Rồi bạn Trần Hiệu Thanh là giống như bạn trên kia rồi. Nhổng đâu ngoài của ống sông vào ly nước, quan sát ly nước có sủi bọt không. Vậy bạn đơn một cọc nguyên trắng cái phái của ấy. Nhổng đâu ngoài ống sông vào ly nước xem có sủi bọt không. Nhổng đâu ngoài ống sông vào ly nước thấy có bọt. Bây giờ mấy bạn thấy có bọt là đúng hay sai? Có bọt là đã vào đúng chưa? Rồi bạn Phạm Lan Nhi này, nhúng đầu ống vào ly nước nếu không sủi bọt là vào đúng như vậy. Đúng rồi, còn nếu khi mà các bạn nhúng cái đầu đó vào ly nước và nó sủi bọt theo cái nhịp thở của bệnh nhân thì chứng tỏ là nó đã đi vào đúng, đi vào đường phổi, đi vào đường hấp rồi, không phải là vào đường tiêu hóa nữa nhé. Không sủi bọt mới vào đúng mấy bạn hết, còn sủi bọt là sai rồi, sủi bọt là vào đường hấp rồi. Rồi bây giờ rồi hụt dịch quan sát đối với hạt bằng cách nào đây? Thì mấy bạn sẽ thấy cái quy tín nó chuyển sang màu gì. Bây giờ làm sao mình biết được cái dịch đó có tính axit? Quan sát màu sắc. Rồi bạn Phạm Lan Nhi này rút 30 ml không khí vào xi-răng gắn đầu ngoài ống sông và bơm không khí vào, nghe có tiếng sột soạt không? Có âm sột soạt là đúng rồi. Rồi có một cách nữa là đặt ống lên nghe bông thường vì dùng bơm tiêm bơm một lượng không khí vào dạ dày, nghe đúng rồi. Rồi cách dùng quy tím đúng rồi, là chuyển sang màu đỏ. Rồi đúng rồi ấy. Ở đây là mình có 3 cách để kiểm tra. Cách thứ nhất này là mình kiểm tra cái dịch dịch vị của dạ dày bằng cách là mình sẽ cho vào quy tím, nó chuyển sang màu đỏ đúng. Còn nó chuyển sang màu xanh thì gì? À, khả năng là đi vào đường hấp rồi, đường hấp là có tận 3 giờ chứ. Cách thứ hai là mình bơm không khí vào để nghe xem thử có âm sột soạt hay không. Và cách thứ ba là nhổng cái đầu ngoài vào, nếu mà nó không sủi bọt là nó đã vào đúng như thế đó. Đây sau khi đặt vào xong thì mình chưa có cố định hay mình kiểm tra nó đúng hay chưa đã, rồi mình mới cố định. Thì một cái đặt ống nghe, đặt cái loa nghe này ở trên bông thường vị này, và một tay thì mình bơm, và các bạn bơm với một lượng là mình lấy 30 ml khí nhé. Mà mình bơm vào thì mấy bạn phải động tác của mình là phải bơm nhanh. Bơm nhanh thì mình mới nghe được là cái không khí nó đi vào trong cái tầng rỗng á, thì mình sẽ nghe được cái âm thanh là sột soạt. Và cách thứ hai này, đây người ta đang hút dịch ra để kiểm tra đấy. Đó. Và sau khi mình kiểm tra đúng rồi thì mình sẽ cố định cái ống sống nó vào trong trên mũi của bệnh nhân này, hoặc một bên ở bên má như thế này.
Và sau khi đặt vào xong thì mình phải nối với bơm tiêm để mình cho ăn, hoặc là nối với hệ thống dẫn lưu chẳng hạn. Đó, cái này mới bạn đọc thêm được hết. Còn rửa dây dây này, rửa dây dây là mình sẽ đưa một cái ống vào. Bây giờ cái ống này nó khẩu trận to hơn thì mình sẽ đưa vào đường miệng chứ không đưa vào đường mũi được hết. Và mục đích của mình á, đưa nước vào trong dạ dày để mà hòa loãng các cái chất trong dạ dày rồi mình sẽ đưa ra để làm sạch dạ dày trước khi phẫu thuật, hoặc là để loại trừ các cái chất độc những trường hợp mà bệnh nhân họ bị ngộ độc á. Đó. Chỉ định chống chỉ định hết chỉ định thì những trường hợp là bị ngộ độc cấp các cái thuốc độc hoặc là thuốc ngủ á, thì phải là trong thời gian là 2 giờ đầu. Còn sau đó thì thuốc đã ngấm vào rồi và nó có tác dụng rồi. Bây giờ mình có rửa nữa thì nó cũng không đem lại hiệu quả gì. Còn trường hợp mà trước khi phẫu thuật thì nếu bệnh nhân mà đã ăn quá 6 giờ rồi thì thôi mình cần rửa. Mà mới ăn chưa được 6 giờ thì mình phải rửa này. Nói dụng cụ của mình á, thì ống để rửa dây dây này nó gọi là ống flusher ấy. Thì ống này ở đây là mình có thể tháo ra này, đầu này là có cái lỗ để cho dịch nó đi vào đi ra, và trên cái thân này là có một cái bọng cao su để mình bóp để tạo áp lực, nhưng nhiều cái mảnh thức ăn nó dính vào đầu này á thì nước nó không đi ra được, thì mình dùng cái bọng này để mình bóp. Và đầu này có cái phiểu thì phiểu này là sẽ gì cho nước vào và đồng thời là cũng là nơi để cho nước ra. Thì khi nào rửa dạ dày với cái phiểu này á, thì người ta gọi là hệ thống rửa dạ dày hở, nghĩa là đường vào và đường ra là một đường thôi. Còn đây sau khi mà đặt cái ống sống này vào xong á, thì mình tháo cái bọng tháo cái phiểu này ra, mình gắn cái hệ thống rửa này á, thì ở đây là có 2 cái túi và một túi là chứa nước để cho nó đi vào để rửa, và một túi là để cho chất thải đi ra. Thì trên 2 cái ống này đều có cả cái van, thì khi nào mà cho nước vào thì mình sẽ mở cái van này ra và khóa cái van này lại đó, và khi cho nước ra thì mình khóa cái van cung cấp và mở cái van thoát đi. Và hệ thống rửa dây này người ta gọi là hệ thống rửa dây kính đó. Ngoài ra thì còn có những cái dụng cụ hỗ trợ khác thế, như là các cái xô để đựng nước chẳng hạn. Và theo mấy bạn thì nước để mà mình rửa dây dây là nước gì ạ? Nước cất hả? Đúng rồi, nước muối sinh lý ấy. Bạn Phạm thì bảo khăn này. Đọc bàn rồi nhưng mà một số bàn vẫn không động này. Bây giờ mấy bạn mới dùng nước cất để mình rửa thì cái nguy cơ bị ngộ độc nước rất là cao, nó không có hấp thu kịp nhé. Rồi bây giờ trường hợp mà không có nước muối sinh lý thì mình sẽ dùng nước gì đây? Nước uống. Đúng rồi, nước uống được. Nhưng mà lưu ý là gì? Mình phải có pha thêm muối nữa, chứ còn mình dùng nước không như vậy cũng được hết. Với 1 lít nước thì các bạn phải cho thêm là 5 gram muối nữa. Thế còn mình không không thể dùng cái nước không để mình rửa được. Để bạn nhớ ấy, 1 lít nước là mình sẽ cho thêm 5 gram muối. Đúng rồi, nước có pha thuốc à, theo chỉ định của bác sĩ. Thường là người ta dùng này, thứ nhất là nước muối sinh lý 0,9%, thứ hai là nước sạch, nước lọc đó có pha thêm muối đó. Về cái cách đo ống sống để mà đặt trong cái trường hợp rửa dây dây thì cũng tương tự ấy, mình đo từ từ cả mũi đến dài tai rồi vòng xuống mũi ức. Hoặc là cách thứ hai là các bạn đo từ cống răng cho đến rốn của bệnh nhân đều được, 2 cách đó. Và để trên cái ống sống này không có các cái vạch chia, do đó người ta lấy cái băng keo này để người ta đánh dấu lại đây là vị trí đo được,
thì khi nào người ta đặt đến vị trí này thì thôi nhé, và cũng bôi trơn đầu ống súng để dễ dàng đưa vào. Đó, trong quá trình đặt, nếu mà ví dụ như khi các bạn đưa vào mà bệnh nhân có những cái phản ứng thì mình phải dừng lại để mình kiểm tra đã, và vừa đặt là các bạn phải vừa quan sát bệnh nhân này, chứ không phải là cứ ham đặt rồi đến khi nhìn lên là bệnh nhân họ họ có những cái vấn đề ví dụ như bị ngừng thở chẳng hạn. Đó, sau đó là mình sẽ kiểm tra xem thử là nó đã vào động gì dây hay chưa, cách là người ta nhổ cái đầu từ gió vào cốc nước này, cách thứ hai là hút nhiệt để kiểm tra này, thứ ba là bơm không khí vào và một người thì nghe. Rồi ở đấy á, thì khi mà các bạn đưa vào đúng rồi thì mình cố định hoặc là mình nhờ người khác, người nào đó giữ chẳng hạn, và mình đặt cái phễu này cách khoảng là 15 cm để cho nó có áp lực nó chảy vào, và cái lượng nước để mình đưa vào á, thì mỗi lần đưa vào như vậy thì người lớn là từ 500 đến 1.000 ml trên một lần anh ấy. Đó, trên một lần. Một bệnh nhân như vậy có thể rửa đến 20 hoặc 30 lít nước. Rửa khi nào họ cảm thấy sạch đó thôi. Ở đây thì mấy bạn hoặc là mấy bạn có thể nhớ theo cái công thức là cái lượng nước đi vào á là bằng cân nặng này nhân với 10 ml trên lần. Đó. Nghĩa là ví dụ như bệnh nhân nó 50 kg thì mình sẽ đưa vào là 500 ml. Còn đối với trường hợp một trẻ là khoảng 30 25 kg thì mình sẽ đưa vào một lần bao nhiêu ạ? Đúng rồi, 250 ml trên một lần. Và lưu ý nữa là các bạn ví dụ như những lúc thời tiết trời lạnh á thì mình sẽ rửa bằng nước ấm nhé, không có rửa bằng nước lạnh. Nha, những cái này thì mấy bạn có trong sách thôi, mấy bạn đọc thêm ở trong sách thôi ấy. Rồi về bài đặt cũng sống dây dây với rửa dây thì các bạn có câu hỏi gì không ạ? Bài này thì nắm cho cô được cả cái mục đích chỉ định, chống chỉ định và những cái cách để mình kiểm tra ống sống đó, rồi cách để mình đo ống sống như thế nào. Có nhiều trường hợp mà không đo rồi đưa vào thì gì, có những trường hợp là đưa vào không đúng trong dạ dày, hoặc những trường hợp đưa vào nhiều quá thì ống sống nó sẽ bị cuộn ở trong dạ dày á đó, thì nó sẽ không rửa không được ấy. Rồi ở đây các bạn có câu hỏi gì nữa không ạ? Có thắc mắc gì muốn trao đổi nữa không? Rồi trong buổi này bệnh nhân mất trí giác hả? Bệnh nhân mất trí giác thì sao em? Đối với những bệnh nhân hôn mê hả? Những bệnh nhân hôn mê thì mình cũng đặt ống sống dây dài được thôi. Bằng cách là gì? Mình cứ đặt và khi mà đưa ống sống qua vòng hầu họng thì mình phải mở miệng nó ra để kiểm tra xem tự trong cái ống sống nó có bị cuồng ống sống ở phía bên trong hay không đấy. Đó. Mấy bữa các bạn đi khoa gây mê hồi sức á, thì những trường hợp bệnh nhân họ hôn mê thì họ vẫn đặt sống dây dài để mà nuôi dưỡng hết. Rồi đối với trường hợp mà bệnh nhân uống nhầm axit á, những trường hợp này nếu mà mình càng đưa nước vào nữa thì càng làm tổn thương hơn nữa, thì những trường hợp này là người ta phải trống hoa trước khi người ta rửa, người ta trống hoa ấy, người ta cho cả cái chất để trống hoa vào như cả cái than hoạt tính để mà hấp thụ cả cái chất độc này đó, nhập lông trắng trứng gà, người ta cho cả cái chất để mà trống hóa,
ví dụ như uống axit hoặc là bazơ vào thì mình càng cho nước là nó càng tổn thương hơn nữa. Rồi có bạn nào có câu hỏi gì nữa không? Uống sữa. Đó, mấy bạn có những cái cách khác á. À, nếu mà không thì bây giờ cô sẽ tổng kết lại là trong buổi này là có những thực ra vì cái bài mà cấp cứu ngốc tung hoang á thì của mình dạy theo cái hiệp hội tim mạch Hoa Kỳ, và hiệp hội đó thì 5 năm là họ sẽ thay đổi một lần. Thì những cái mà cô dạy ở đây thì cô nói thêm để các bạn biết, và các bạn biết được là hiện tại là họ làm theo cái hướng dẫn của AHA là như vậy đó. Nhưng mà khi thi thì mấy bạn để cái này là mình sẽ trao đổi lại bên khoa ấy, và tốt nhất thì mấy bạn cũng theo trong sách á. Nhưng mà mình để đây là mình cung cấp thêm cho bạn các bạn các kiến thức để mình biết ở phía bên ngoài á. Rồi tổng kết lại là trong buổi này á, là cô sẽ cộng điểm này bằng Phạm Nguyễn Tuyến Hoàng là 2 cộng, Thái Minh Quý là 1 cộng, Lê Thị Thuy Linh là 1, Phạm Lan Nhi là 2 cộng, Phan Tiến Đạt, Nguyễn Vũ Phương Thảo, Điền Thị Phúc là 2 cộng. Phạm Nguyễn Khôi Nguyên. Phạm Nguyễn